đời thì rất chi là dễ thương. Mà là còn phải ngẫm, người ở quê hay thị thành, ở dưới đất hay trên cành, thì mình có sống thật lành là ok. Ai 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 à. Xem giờ lại ngẫm, ngẫm giờ lại xem, sống một cái thêm lem ai chịu cho nổi. Vậy thì mình cứ sống cho hết mình, sống nhiệt tình đừng hơn thua. Vì ai biết mai sau đời thương có chữ ngờ. Vậy thì mình cứ sống cho hết mình, sống nhiệt tình đừng hơn thua. Vì ai biết mai sau đời thương có chữ ngờ. Nhưng mà đời vẫn chỉ là nền thơ. Phố Khánh rất vui khi là được đồng hành của quý vị khán giả thân yêu trong chương trình Xem Điện Cẩm của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Trong mọi số phát sóng của chương trình, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị một góc nhìn, một vấn đề thông qua mỗi tiểu phẩm chứa đựng nhiều tình huống hài hước, dí dẫm nhưng vô cùng ý nghĩa, thâm thúy, sát với thực tiễn cuộc sống đang diễn ra. Qua hơn 90 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi giữ gìn đoàn kết thống nhất, phát huy dân chủ là một trong những nguồn sức mạnh nội sinh để lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi đến nhiều thắng lợi. Thời gian qua, nhiều tổ chức đảng đã chủ động tích cực đổi mới lề lối phong cách làm việc theo hướng phát huy dân chủ, khoa học, sát thực tế, chú trọng xây dựng nội bộ đoàn kết thống nhất. Nhưng đâu đó trong một bộ phận cán bộ đảng viên vẫn còn tồn tại một thực trạng nhức nhối. Có những người không bao giờ đưa ra chính kiến rõ ràng, chuyên nói dựa ý kiến lãnh đạo, chuyên dẫn lời của những vị có tầm ảnh hưởng để nói ra ý đồ cá nhân. Ở nhiều nơi hiện nay tuy được xem là đoàn kết, nhưng thực chất vẫn có cán bộ, đảng viên, nhân viên cấp dưới rất ngần ngại khi phát biểu trung thực thẳng thắn, sợ nêu chính kiến, sợ mất lòng cấp trên và rất nhiều những nỗi sợ vô hình khác. Thái độ khách quan, khoa học là khi luận chứng giải thích về một vấn đề nào đó, thì phải dùng sự thật để chứng minh. Sẽ không thuyết phục khi dùng quan điểm của người khác để chứng minh cho quan điểm của mình. Khi gọi đúng tên, sự thật sẽ được nhìn nhận, phân tích nó một cách đầy đủ, khoa học và có giải pháp khắc phục rốt ráo triệt để hơn. Trong loạt bài Những việc cần làm ngay của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã nói về tình trạng đoàn kết xuôi chiều là một sự im lặng đáng sợ. Đó là một trong những biểu hiện của căn bệnh hình thức kéo dài trong đảng. Cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã viết, tính đảng, tính nguyên tắc, tình thương yêu đồng chí đã bị thay thế bằng tính nể nang, thiếu thẳng thắn đấu tranh bảo vệ chân lý, bảo vệ việc đúng, người tốt. Tình trạng nể nang, thiếu thẳng thắn mặc dù được chỉ ra từ rất lâu rồi, nhưng thật khó sửa. Qua các cuộc kiểm tra của các đoàn kiểm tra giám sát từ trung ương xuống cơ sở, hầu như cuộc nào cũng nói tới cái sự mũ ni che tai cho khỏi phiền đến mình. Không ít tổ chức đảng và người đứng đầu vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, không thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình, đội ngũ cán bộ đảng viên thiếu tinh thần đấu tranh với những hành vi sai trái vi phạm của đồng chí mình. Đáng lưu ý, việc vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, một nguyên tắc cơ bản của đảng, lại thường có gốc rễ từ bệnh độc đoán, quan liêu, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh. Đoàn kết xuôi chiều, nể nang, né tránh do chiều nguyên nhân từ những ảnh hưởng của nếp nghĩ cũ, sợ rằng sự thật mất lòng nên không dám nói điều phải trái, từ trình độ nhận thức không đồng đều trong một tập thể, từ môi trường công tác, làm việc. Và quý vị có biết không, có một hiện tượng đang len lỏi và ăn sâu vào trong nếp nghĩ của một bộ phận cán bộ đảng viên, đại loại đó là yêu nên tốt, ghét nên xấu, nắng bên nào thì che bên đó, thấy người sang bắt quàng làm họ. Đó là hành vi tiềm ẩn mầm mống hình thành các nhóm lợi ích phe phái. Hôm nay có lợi thì nghiêng về hướng này, ngày mai thấy bất lợi thì ngã sang chỗ khác, mặc kệ vấn đề cốt lõi là đúng hay sai. Họ tự đánh giá và tự cho rằng tính đoàn kết nội bộ trong tập thể được thể hiện qua những hành vi như thế. Cụ thể ra sao, xin kính mời quý vị hãy cùng Phú Khánh theo dõi tiểu phẩm sau đây. Dạ, cô chào chú. Em chào mấy anh mấy chị. Mấy anh mấy chị làm việc hăng sai quá. Cái tướng mày lớn đây mà chào mấy anh mấy chị hả? Dạ. Nè. Dạ. Cậu là nhân viên mới đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ thưa chú tân trưởng phòng. Con rất hân hạnh hôm nay được làm việc chung với chú. Thôi khỏi bắt tay tôi. Tôi chỉ cần cậu bắt tay là làm việc liền cho tôi. Dạ. Dạ thưa chú. Cái gì? Giờ con ngồi đâu được vậy chú? Trời, đứng sớ rớ đó làm chi. Lấy cái ghế, bắt cái ghế ngồi kế bên nào. Dạ. Cái gì vậy? Dạ anh đi kiếm. Làm thiệt hả? Trời đó dạ. Làm như con nít vậy.
hãy linh động lên, thấy không? Thấy chỗ nào trống thì ngồi. Làm hết cái đống này cho tôi, chiều nay báo cáo luôn. Dạ chị. Dạ. Tính tình nhỏ thì cục. Thôi đừng chắc nó nha. À, dạ anh. Ê cậu nãy cậu nói cậu tên Minh hả? Dạ đúng rồi, dạ dạ anh tên gì vậy? Tài. À anh Tài. Cái đống hóa đơn này á bao gồm cả hợp đồng, cho nên cậu rà soát lại chiều nay báo cáo cho tôi nha. Ờ mà anh ơi, anh Tài ơi, hồi nãy cái chị tới đó mới vừa kêu em là đọc hết cái này rồi mới. Bây giờ là cậu, bây giờ cậu vô đây cậu làm cái gì? Dạ làm việc. Làm việc hay đọc? Dạ làm việc. Thì đọc là để tối đọc, còn bây giờ là phải làm cái này. Ờ à, dạ. Chào anh Minh. Dạ chào em. Anh đừng buồn mấy người này nha, toàn là mấy trò mà cũ anh hiếp ba mới không à. Trời nãy giờ mới thấy được con người á. Em tên Hân, có gì á thì anh nhờ em giúp đỡ, đừng ngại nha. Chào Hân. Anh có 200.000 đó không? 200 á. 200. Có. Anh cho em mượn đi. Em đặt hàng mà giờ người ta giao tới rồi, em không có đem đủ tiền. Vậy hả? Anh không có 200. Giờ anh có tờ 500 à. Chị cho em mượn 500 nha, nào có em trả. Ê, ủa. Trời tính kêu không có 200. Ông ơi. Dạ. Ông ơi. Dạ. Mua giùm tôi ly cà phê đá, ít đường. Dạ, cà phê đá ít đường. Dạ dạ. Dạ dạ gì? Biết ít đường sao không? Dạ. Dạ là sao anh? Nói người ta múc 1/3 muỗng đường. Dạ. 3 lần 1/3 vậy á, biết không? Dạ. Nhiều lần nhưng dạ, mà ít đường. Nhớ đó. Dạ nhớ rồi. Sẵn anh mua cho tôi một ly cà phê luôn. Ly bình thường thôi nhưng mà 1/2 muỗng đường nha. Và múc 2 lần. Ủa vậy xong nói múc luôn muỗng cho nó lẹ. Trời ơi, đây tao nguyên tắc như vậy. Với lại nhân viên mới là phải bao nguyên phòng, hiểu không? Riêng tôi là cà phê sữa, hàng này cà phê thường thôi. Cà phê sữa của tôi là phải là nhiều sữa, ít đường và ít cà phê, cho nên nó sẽ là màu trắng đục, hiểu không? Đó, nhưng mà riêng là cái ống hút đó là phải là màu đen. Màu đen hả? Là bởi vì cái ống hút màu đen thì nó sẽ tiệp với cái màu áo của tôi, thì tôi selfie nó mới đẹp, hiểu không? Dạ, đang làm việc cũng selfie luôn. Đúng rồi. Dạ, dạ, biết rồi. Sao mà chưa chịu đi nữa? Con cũng muốn đi lắm. Nhưng mà... Mà cái gì? Chưa có tiền. Sao vậy? Trời ơi, mới nói bao sao? Mấy ly nước mà tính toán vậy là sao? Lính mới chưa gì á, tạo cái ấn tượng không tốt rồi. Như vậy là cái mầm mống gây mất đoàn kết nội bộ, hiểu chưa? Nhưng mà nãy sáng đi làm á, có 500 à. Mà em Hân mới mượn rồi nên giờ không có tiền đây. Căng tin cho thiếu, cho thiếu. Biết được tới căng tin không? Đi thẳng quẹo phải ha. Dạ. Cậu chỉ cần nói cái tên cậu tên gì? Dạ Minh. Đúng rồi, sau đó mình để cái chứng minh nhân dân lại là người ta cho thiếu à. Dạ anh Tài có chứng minh đó không? Tôi cũng có, nhưng mà hồi xưa mà cái hồi mà tôi cũng là nhân viên mới như cậu đó, cái tôi gửi cái chứng minh nhân dân đó xong thiếu nhiều quá để gửi luôn. Đó, và tất cả nhân viên đây ai cũng gửi trơn trọi rồi. Dạ. Có một mình cậu rồi. Cậu là một tờ giấy trắng tinh, chưa bao giờ lem mực, bắt đầu lem thì được rồi. Còn đây là lem mực tờ le hết trơn rồi. Dạ, dạ, anh hiểu rồi. Phải đi nhanh đi về bằng việc. Dạ, dạ, thôi, để em xin phép, em đi. Dạ, anh xin phép. Dạ, anh chào chú. Hôm nay đi làm rồi hả? Dạ, nay con làm bữa đầu tiên. Hồi nãy con có tính ghé phòng giám đốc chào chú. Con nghe nói là chú đi họp rồi. Chú đi họp gặp đối tác. Dạ. Ba con sao vậy? Dạ cảm ơn chú, ba con khỏe re. Dạ, cũng mừng. Dạ. Hôm trước nghe nói là ba con bệnh thì chú cũng hơi lo. Dạ. Dạ thấy máy tới rồi, mời chú. Cô nói sao? Ba nó là người quen của giám đốc hả? Không những vậy, ba ổng còn làm sếp lớn nữa đó. Hồi nãy thấy giám đốc đứng hỏi thăm rồi nói chuyện thân mật với ổng lắm. Thấy rõ ràng luôn hả? Dạ. Thôi chết tía tôi rồi. Hồi nãy á hả, kêu nó làm quá đơn quá trời rồi còn bắt nó mua cà phê nữa. Kiểu này là ấn tượng không tốt rồi. Tôi có hơn gì ông đâu. Cứ tưởng nó là nhân viên mới bình thường. Định đi chút thôi.
Trời ơi, vậy mà mấy anh mấy chị còn kêu đi mua cà phê nữa. Chắc mày ít à. À, mày mượn tiền người ta mà mỗi lần mày mượn tiền người ta có bao giờ mày trả đâu, mày tính quỵt tiền người ta. Bình tĩnh, bình tĩnh. Bây giờ hãy tùy cơ ứng biến, không gió về nào thì theo về đó. Dạ cà phê của chú vậy mấy anh mấy chị có rồi á. Mai mốt ví dụ như là muốn mua cà phê gì á, kêu mua hết chứ mình chứ không có vấn đề gì trơn trọi á. Mà nói nghe nè, tụi tôi vẫn chơi thôi chứ không phải là muốn ăn hiếp gì anh đâu. Dễ vui vẻ hòa đồng tạo không khí cho nó kịch tính. Chẳng qua là tụi tôi muốn thử cái tình đoàn kết của anh với công ty thôi. Uống đi nha. Trời ơi, kỳ vậy. Nó nhiều quá, uống không hết á, đem về để tủ lạnh. Đúng rồi. Mấy cái đống tài liệu á để tôi làm. Ê, lấy cái quá đơn, mấy cái quá đơn cho tao luôn. Đó, đúng rồi đấy. Nè. Em trả anh luôn nè, anh trả lên 500. Hả? Ủa, nãy em nói là em bị thiếu tiền á, em mới mượn của anh mà. Không phải, nãy em nhớ lộn á. Em có dư tiền luôn mà. Mà bữa nào em mời đi ăn nha. Cậu Minh. Dạ. Hình như ba cậu á là sếp lớn, quyền giám đốc ở đây đúng không? Dạ, chú hỏi con cũng thú thiệt. Ba con với giám đốc bạn bè với nhau cũng được 30 năm rồi. Bạn bè 30 năm rồi hả? Dạ. Cánh họng luôn rồi. Trời ơi, tưởng gì. Cô quá lên. Chị. Làm hết cho tôi, chiều nay báo cáo tôi. Ôi nãy chị nói là để lên. Không nói gì hết đó. Lên. Ngưa quá đơn qua cho người ta rà soát tới tối luôn. Hả? Làm việc cho quen. Ủa, anh Tài, nãy nói là để anh tự làm á. Để cậu làm việc cho quen. Dạ. Anh Minh, tự nhiên em nhớ ra em còn rất là nhiều đồ chưa có lấy luôn á. Anh cho em mượn này 500 nha. Phải làm việc đi, làm việc, tập trung. Trời ơi, tự nhiên mới ngày đầu đi làm việc mà cảm giác quay cuồng quá. Chứ mọi người có thể nào mà trở mặt nhanh vậy được. Chào mọi người. Chào giám đốc. Thôi ngồi đi. Mọi người làm quen với lại người mới của phòng chúng ta rồi chưa? Dạ, cũng sơ. Sơ như vậy là chưa biết rõ phải không? Nói chung là nhân sự mới của chúng ta là cậu Minh, mọi người đã biết rồi. Nhưng mà chưa biết gì nhân thân của cậu ấy. Nhân tiện đây là tôi sẽ giới thiệu một cách cụ thể để mọi người tiện làm việc nha. Dạ. Cậu Minh, đây là con trai của nguyên giám đốc công ty chúng ta. À, tốt nghiệp ở nước ngoài. Dạ. Với một cái bằng là hạng U. Các cái công ty, các cái cơ quan lớn mời mọc cậu ấy về làm việc. Nhưng mà cậu ấy không có chấp nhận. Với cái mức lương khá ổn định và sự trân trọng, cậu quyết định về đây làm nơi này. Bởi vì nơi đây là nơi mà ba cậu ấy, giám đốc của chúng ta, đã từng làm việc. Quá cống hiến. Dạ con cảm ơn chú quá khen, nhưng mà con cũng còn non nớt lắm. Con muốn tới đây á là để nhờ chú với lại mấy anh chị chỉ dạy thêm. Ba con thì chú rất là quý. Nói mọi người nghe, ngày xưa tôi chỉ là trưởng phòng thôi. Dạ. Ba của Minh là giám đốc, nhưng mà mỗi sáng là tôi có gian xe hơi anh ấy. Đáng lẽ tôi có gian thì tôi phải là lái, hoặc là tôi phải như thế nào. Đằng này anh ấy ngồi lái chở một nhân viên đi làm. Bao nhiêu năm trường, tôi biết anh ấy là một người rất khiêm tốn, làm việc rất là thẳng thắn, một người có năng lực, có trình độ. Mà ông ấy đặc biệt là không có phân biệt. Không phân biệt à, tạo điều kiện cho lớp trẻ, những người mà có năng lực là phát triển. Tốt lắm. Bữa nay chú nói thiệt nha, chú thấy con về đây mà tiếp tục cái công việc của ba con thì chú rất mừng. Chúng ta dân chủ thì chúng ta mới vững mạnh ha. À, cho nên dân chủ đoàn kết là những cái tiên quyết. Và tôi muốn là ngày mai trên bàn làm việc của tôi vào buổi sáng nó có 5 bản tự kiểm, để tôi xem coi cái mức độ thành thật của các bạn như thế nào. Nói chung là tất cả những suy nghĩ của mọi người, hành động của mọi người tôi đã nhìn thấy. Vậy ha. Được không? Dạ. Dạ được. Dạ. Ừ.
cái tình trạng ma cũ ăn hiếp ma mới là tôi ghét nhất. Xem thường người khác, người nhân thân, những nhân thân mà không có gốc thì các bạn xem thường. Nè, đánh giá con người qua công việc, qua trình độ, qua năng lực, qua cái sự cống hiến của người khác, đó là sự công bằng. Còn nhìn gốc gác, nhìn mối quan hệ mà đánh giá người ta thì hãy coi chừng. Coi chừng nhé. Nhớ nha. Dạ. Ừ. Thôi, tôi nói ít rồi các bạn hiểu nhiều. Dạ. Còn con cứ làm việc ở đây. Miễn sao mà con thấy nơi này là cái nơi mà ba con làm việc, mà con cống hiến, mà con tiếp tục, nó mang cái tính truyền thống, cái đó là cái mà chú rất cần. Dạ, con cảm ơn chú. À. Con hiểu rồi. À. Dạ, con cảm ơn chú nhiều lắm. Anh á. Dạ, sao ạ? Đáng lẽ là người lớn nhất ở đây, anh phải có thái độ chuẩn nhất. Đằng này anh bị bốn đứa con nít này nó sỏ mũi, anh cũng hùa theo. Hiệu ứng bầy đàn ở đây là tôi ghét nhất đó, nghe chưa? Dạ. Quý vị thân mến, khi thấy Minh là một nhân sự mới thì mọi người tranh thủ chèn ép bắt nạt theo quy chế đoàn kết nội bộ của tập thể, nhưng rồi lại thay đổi 360 độ khi biết về xuất thân của anh chàng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ, đoàn kết là sức mạnh, là then chốt của thành công, nhưng đoàn kết như thế nào mới là điều quan trọng. Một trong những căn bệnh đáng lo ngại trong một số tổ chức, cơ quan, đơn vị chính là đoàn kết xuôi chiều, nguồn gốc dung dưỡng cho những cán bộ thiếu đức, thiếu tài và tác động không nhỏ đến tư tưởng và tâm lý xã hội, xóa mòn niềm tin của nhân dân với đảng, nhà nước. Nội dung này nằm trong biểu hiện thứ 33, thuộc nhóm biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống, đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức. Và đây là biểu hiện suy thoái nguy hiểm, mưa dầm thấm lâu, tác động trực tiếp đến nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, cần được nhận diện, ngăn chặn kịp thời. Trong giai đoạn hiện nay, những biểu hiện của đoàn kết xuôi chiều dân chủ hình thức đã ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của đảng, cần sớm được bắt bệnh để trị bệnh, loại bỏ. Từ thực tiễn đó, việc khắc phục bệnh đoàn kết xuôi chiều dân chủ hình thức là một trong những việc cần làm ngay. Một là các cấp ủy đảng cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục cán bộ, đảng viên, quán triệt sâu sắc nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao năng lực làm chủ và ý thức trách nhiệm đối với mọi hoạt động của cấp ủy tổ chức đảng mà mình sinh hoạt, tích cực đóng góp ý kiến cùng tập thể xây dựng nghị quyết quyết định của cấp ủy tổ chức đảng, tránh tư tưởng bàng quan vô cảm xuôi chiều chiếu lệ trong sinh hoạt đảng. Đồng thời, người đứng đầu cấp ủy tổ chức đảng cần đề cao trách nhiệm nêu gương, thực hiện nghiêm quy chế làm việc, thực sự dân chủ trong phân công công tác, chủ trì các cuộc họp, lắng nghe và tôn trọng ý kiến của các thành viên, khuyến khích thảo luận, tranh luận thẳng thắn, xây dựng, tự phê bình và phê bình, tiếp thu những ý kiến đúng đắn một cách cầu thị, không hách dịch, áp đặt ý kiến cá nhân, tránh trù dập người khác có ý kiến. Hai là công khai minh bạch công tác tổ chức cán bộ là biện pháp quan trọng để phòng ngừa đoàn kết xuôi chiều dân chủ hình thức, để các nghị quyết quyết định của cấp ủy tổ chức đảng thực sự khách quan, thể hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ. Ba là những năm gần đây, đảng ta đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu đối với việc giữ vững sự đoàn kết thống nhất và phát huy dân chủ trong tổ chức đảng và trong các cơ quan đơn vị. Đoàn kết thống nhất trong cán bộ lãnh đạo ở cấp càng cao thì tác động ảnh hưởng đối với đảng càng mạnh, sức lan tỏa ra xã hội càng lớn. Ngược lại, nếu những người nắm trọng trách lãnh đạo, nhất là ở cấp cao, nếu không có ý thức đoàn kết thống nhất thì không những gây nguy hại mà còn tạo ra những nguy cơ lớn khó lường cho toàn đảng. Tuy nhiên, thực tế ở nhiều nơi, chính người đứng đầu chịu trách nhiệm trước cấp ủy, cấp trên và cấp mình về sự đoàn kết thống nhất nội bộ lại chưa thực sự gương mẫu, chưa thấm nhuần ý thức xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong nội bộ, mắc bệnh đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức. Chính vì vậy, việc lựa chọn người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực, có vai trò tiên phong gương mẫu là rất quan trọng, bởi họ phải thực sự là trung tâm quy tụ đoàn kết của tổ chức đảng, của tập thể, cơ quan, đơn vị, là người trực tiếp góp phần vào thành công của công tác xây dựng đảng, ngăn chặn và đẩy lùi biểu hiện suy thoái về chính trị tư tưởng, đặc biệt là bệnh đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức. Cần nhấn mạnh vai trò gương mẫu của người đứng đầu, thủ trưởng phải công tâm, công bằng, thực sự là trung tâm hạt nhân đoàn kết, quy tụ được người tài, người thẳng thắn, có ý kiến khác mình.
không có thắng lợi chung chung, thành tựu chung chung. Muốn tập thể giành thắng lợi thì mỗi cá nhân phải làm tốt công việc của mình, phải dám chịu trách nhiệm. Đã cùng nhau đẩy thuyền thì phải đẩy thật, đừng vô họ là chính. Được như thế chính là tẩy trừ chủ nghĩa cá nhân, vì chủ nghĩa cá nhân là kẻ thù hung ác nhất, như lời Bác Hồ đã từng căn dặn. Và đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Chân thành cảm ơn quý vị đã tin yêu và đồng hành với chúng tôi. Hẹn gặp lại vào chương trình kỳ sau. Phú Khánh cùng ekip thực hiện chương trình xin kính chào tạm biệt.